hậu lùm xùm trà xanh với Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm tái xuất làng nhạc với Hiền Hồ. Sau chuỗi scandal lùm xùm với Sơn Tùng gây chấn động làng giải trí, Thiều Bảo Trâm chính thức tái xuất với sản phẩm âm nhạc hợp tác cùng Hiền Hồ. Kết đôi với cô máy tạo hit của Vpop, nhiều người kỳ vọng Thiều Bảo Trâm sẽ làm nên chuyện vì sự nghiệp âm nhạc của cô nàng vợ khá mờ nhạt. Tấm poster của dự án âm nhạc Trai 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 Phai chỉ vừa tung ra đã khiến dân tình đứng ngồi không yên. Thiều Bảo Trâm và Hiền Hồ dì trang phục gia hội lộng lẫy, đứng trước một chiếc kệ với rất nhiều học tủ khá bí ẩn. Dòng chữ ở tấm banner phía trên là người chơi hệ chiếu mới. Như một ví von hài hước về việc cả Thiều Bảo Trâm và Hiền Hồ trong MV này sẽ là những cô nàng chưa có kinh nghiệm và vẫn còn rất đỗi ngây thơ với cuộc đời. Bên cạnh đó, tựa đề ca khúc Trai 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 Phai cũng gợi nhiều tò mò cho công chúng. Điều chữ trai này có đúng là trai hay là chữ trái, trải, chưa được bỏ dấu. Tuy nhiên, thông qua tiêu đề ca khúc lẫn không khí của poster, có thể dự đoán đây là một ca khúc có giai điệu vui nhộn với nội dung thu hút. Hiền Hồ gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng giọng ca đầy nội lực thông qua những bản ballad tình cảm, da diết. Còn Thiều Bảo Trâm lại có thế mạnh về pop dance, R&B. Công chúng rất tò mò liệu hai ca sĩ vốn theo đuổi hình tượng khác nhau khi kết hợp sẽ mang đến sản phẩm có chất liệu mới mẻ độc đáo thế nào. Bên cạnh đó, màn tái xuất của hai cô nàng được trông đợi vì nhiều lý do. Với Thiều Bảo Trâm, đây là sản phẩm comeback sau chuỗi drama trà xanh gây chấn động dư luận với Sơn Tùng, MTP và Hải Tú. Chính vì thế, công chúng hẳn không khỏi thắc mắc liệu cô nàng sẽ có mang chút kỷ niệm gì về cuộc tình đã qua vào sản phẩm âm nhạc mới nhất. Sau khi công bố dự án mới, Thiều Bảo Trâm cũng rất chịu khó thả thính fan trên trang cá nhân. Khi thì hóa nàng thơ điệu đà, lúc lại khoe body sexy và người mê. Mới đây, nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa khiến dân tình thả tim mỏi tay khi tung loạt ảnh lên đồ khoe lưng trần gợi cảm, eo con kiến không chút mỡ thừa, chân dài miên man với vòng một lấp ló. Đặc biệt, sau thời gian tích cực tập luyện, Thiều Bảo Trâm nay đã sở hữu cơ bụng số 11 khiến hội chị em ngưỡng mộ. Hậu nghi đã tan với Sơn Tùng, nhan sắc Thiều Bảo Trâm ngày càng thăng hạng, đúng kiểu phụ nữ đẹp khi không thuộc về ai, cô chỉ cần mắt cấp nhẹ cũng khiến khối người xỉu ngang. Cách đây ít ngày, Thiều Bảo Trâm bất ngờ đăng story nói rằng bản thân rất sợ ma mỗi khi mưa to gió lớn. Qua chia sẻ của nữ ca sĩ, nhiều người đã đoán rằng có lẽ cô đang cô đơn, phải ở một mình trong nhà nên mới hoang mang và sợ hãi thế kia. Đặc biệt là sau khi bị đồn chia tay với Sơn Tùng, Thiều Bảo Trâm được cho là đã dọn ra khỏi nhà và chuyển đến sống một mình tại một khu chung cư khác. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ cũng khiến fan không khỏi lo lắng khi chia sẻ cô thường xuyên nhập viện do tình trạng sức khỏe không được tốt.